Chào mọi người. Hôm nay là một clip đi AI. Ở đây là level 7 và map tuyết. Thì đây là một clip mình đi mình mượn được của một bạn ở nước ngoài để đăng lên cho bọn mọi người biết. Ai mà chưa biết cách đi làm sao cho nó đúng thì mình có thể học tập và làm theo. Thì với ở map tuyết này, cái nguồn tài nguyên rất là lớn và chúng ta sẽ xây ba nhà lính, một nhà xe hai, và nhớ là xây thêm hai cái tháp canh phòng thủ ở khu vực mình không tấn công, là khu vực đằng sau nhà khi mà sẽ có khả năng có quân địch. Và khi tấn công thì bạn có thể thấy là mình dùng Jungle để phá đi cái tháp pháo ở vị trí mà các bạn có thể thấy, cũng không biết nói sao cho nó phải nữa. Rồi quân mình cứ ùa vào thôi. Đây là rank 7 nên là bot cũng không có quá mạnh. Mình chỉ cần dùng full lính 2 cũng được, không cần dùng cái tỉa. Và kẹp thêm AMA để có thể bắn máy bay một của bot. Thì với cái việc đi AI này thì vào cửa nhà địch là một cái khó nhất. Còn sau khi vào trong rồi thì dọn nhà sẽ khá là nhanh chóng. Ở đây là một clip đi bị lỗi. Chỉ có một bên đi thành công thôi, còn bên kia thì không vào được cửa nhà. Với cái map này thì làm rất là lợi cho xanh. Còn đỏ thì khá là yếu đuối. Map này thì hầu như xanh là sẽ được đứng top nếu mà đi ổn một chút. Bên đây đến 7 phút rồi vẫn chưa thể vào nhà. Và bên đỏ kia cũng là một người chơi biết đi AI chứ không phải là không biết đi. Nhưng mà do nhiều nguyên nhân là người ta không không thể công được. Và các bạn thấy là full tem vàng. Đánh cũng không sai sót gì lắm. Thì đến tận 8 phút thì mới có thể vào nhà được, đẩy xong nhà được. Thì đây là clip cho các bạn nào tham khảo muốn đi AI vào luyện tập. Tiếp đến thì mình mời các bạn xem đến quân xanh nhé. Thì tiếp đến là quân xanh. Đây là một clip gửi qua Facebook nên là dung lượng không thể gửi cao được nên là phải giảm chất lượng của nó xuống 360 để có thể gửi được hết. Thì đây cũng là một trận đấu lỗi thôi, cũng không phải là chỉnh chu hoàn thiện, nhưng mà chủ yếu là để các bạn biết cách đi như thế nào. Và bạn này đi đã giành, sau cái trận này thì là bạn ấy đi trận khác đã giành được top 1 với chỉ có 7 phút 13 giây thôi, 13 hay 15 giây gì đó, rất là nhanh. Với đỏ với xanh thì đi mình thấy là cũng khá là giống nhau. Thì do quân xanh nó trâu và mạnh hơn nên là nó sẽ đi nhanh hơn thôi, chứ còn cách đi nó không khác. Có thể thấy xây hai no code ở đây. Bên đây cũng vậy, phải xây cái no code ở cái hướng mà quân mình không có để phòng thủ khi mà địch sẽ có một số lượng quân nho nhỏ sẽ tấn công. Và khi đưa quân ra mọi người phải chú ý đi sát vào phía bên nhà mình. Đó. Mình đi quá xa cái đường cua ấy thì sẽ bị cấu đỉa máu gây sát thương đến từ quân địch. Vâng, bắt đầu vào tấn công với lực lượng là lính 2 T21 và rớt. Thì với quân đỏ mình đi là phải cố gắng giữ giao cua cho bằng được, còn với xanh thì mình nghĩ là rớt giữ được thì là cái tốt, còn không giữ được thì nó vẫn không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh tấn công của xanh. Phút đã vào được trong nhà địch. Vừa bên xanh ở bên đỏ kia là tận 5 phút mới có thể bước chân vào cửa nhà địch. Đấy là một cái khoảng thời gian khá là lớn. Sau khi vào nhà thì cũng chỉ cần lính 2
T21 nó vào dọn nhà. Thì với quân đỏ thì là phải có AMA để bắn máy bay, còn với quân xanh thì nó lại không cần đến AMA để bắn máy bay. Không có AMA để bắn thì là nó sẽ là lính 1 có thể bắn được máy bay của địch, máy bay 1 của địch. Còn T21 thì là chịu trách nhiệm gây sát thương và cơ động, có thể chạy luồn lách sâu vào bên trong để gây sát thương lên các công trình ở phía bên trong hoặc là các cái đơn vị quân ở bên trong của địch. Thì khi mà tấn công AI mình sẽ dùng lệnh trinh sát để quân cơ thể nó sẽ tự động nó tấn công các cái đơn vị trước mặt nó gần nhất. Đây các bạn thấy 6 phút đã gần xong rồi. Mà đây là level 14 nhá. Cực kỳ nhanh luôn. Đấy, khi mà không có viện trợ đến từ phía bot thì là mình đi rất là nhanh. Và cái AI này các bạn không cần luyện tập quá nhiều đâu, mình có một người bạn đánh AI khá là chậm tay nhưng mà vẫn có thể giành được top 1, top 2, chỉ cần mình đánh đúng bài và không bị sai là được. Thì tiện đây mình có quảng cáo một chút là mình sẽ có bán các cái tài khoản xanh đỏ có 60 đến 90 k gold. Thì 60k gold thì sẽ là 600k, còn 90k gold thì sẽ là 900k. Đấy, rank 7 đủ các bạn, đủ cho các bạn up rank 7 gần như là max. Đấy, cơ bản thì bạn nào có nhu cầu có thể nhắn tin cho mình để có một cái tài khoản để mình luyện tập đi AI. Thì cảm ơn mọi người đã xem clip nhé, chào mọi người.